cái biện pháp đó là nó đã dự trù ở trong cái nội quy rồi. Nên tôi nghĩ là không có gì khó khăn cả. Và đã là có sự tuyển chọn trước khi vào liên danh với nhau rồi thì cũng có giảm được rất nhiều cái sự mà mâu thuẫn không cần thiết. Cái rủi ro. Như vậy chúng tôi cũng cho rằng đó là một cái cải tiến rất là tích cực của Ban Đại diện Cộng đồng từ cái chuyện mà đơn danh sang liên danh. Vâng. Có một cái việc khác chúng tôi cũng muốn sẵn ông ở đây, muốn hỏi ông luôn. Nếu có thể trả lời được thì vui lòng. Là ông Nguyễn Vương Hùng, trong một cái phỏng vấn trước đây của chúng tôi thì ông Nguyễn Vương Hùng có nhắc tới tên ông trong cái số những người mà ông Nguyễn Vương Hùng kiện ra tòa, và trong cái số người mà ông Nguyễn Vương Hùng sắp loại là những người đang bị ở trong cái tình trạng default, tức là đã nhận đơn kiện nhưng không trả lời, cho nên là đương nhiên bị thu kiện. Ngược lại, trong qua cái sự việc vừa qua là ông Lê Châu Lộc đã được bãi miễn vì ông Nguyễn Vương Hùng không đáp ứng cái đòi hỏi của tòa án đúng thời hạn, cho nên là có cái dư luận là những người default cũng được bãi miễn hết. Thì ông có thể cập nhật ở phía ông nó như thế nào về cái việc đó? Trước tiên đó là anh Nguyễn Vương Hùng đó, anh đã nộp cái gọi là cái thủ tục default đó. Ông ấy khoe ông ấy biết luật lắm, nhưng mà thực chất là tôi nghĩ ông biết không có bao nhiêu đâu, biết không có đủ đâu. Cho nên là khi mà nghị sĩ Lê Châu Lộc là chấp nhận ra tòa đó để mà chống lại cái việc ông ta là cáo buộc đó, thưa đó mấy chục người trong đó có nghị sĩ Châu Lộc đó, thì ông Nguyễn Phương Hùng đã thua tại tòa rồi, và Nguyễn Phương Hùng đã nói rằng là ông ấy không biết luật ngay tại tòa. Đó là một cái, tôi nói thật ông, đó là một cái thất bại thê thảm. Tại vì á, mình không biết luật mà mình thứ nhất là đi thưa người khác. Đó là một cái mà ra ông tòa, bà tòa hôm bây giờ đó thực sự là bà ấy là, có thể coi là bà ấy cũng là chế thương đấy chứ. Chứ nếu mà bà ấy là cứ một vị tòa mà sắc sảo đó, thì bà ấy có thể nói ngay cho anh không biết luật mà anh đi thưa người ta. Là bà tòa có thể sẽ phạt ông ấy, phạt cái tội là lạm dụng luật pháp, đi thư người ta mà mình không biết luật, lại khá như vậy đó. Nhưng mà rất tiếc rằng là cái chuyện đó đã không xảy ra. Bây giờ trở lại cái chuyện mà ông bảo ông ấy đã nộp mười mấy cái gọi là cái hồ sơ mà gọi là default, 15-17 người okay. Default. Nhưng mà anh Nguyễn Phương Hùng đó, thực sự đó, anh làm sai nhiều lắm. Trong số mười mấy cái sơn là default ấy, cái proof of service đó là của ông ấy, ông cứ nói ông bảo ông có video có hình ảnh ấy, thực sự đó là nó không có đủ, phải nói thẳng như vậy. Đâu có phải anh đến trước mặt người ta anh cầm anh quẳng cái phong bì xuống đó là anh đã sợ người ta đâu. Anh không có biết đủ cái thủ tục để sơ những cái người đó, nó là như thế là anh một. Thành ra rất nhiều người là đã là cái serve anh không có giá trị rồi. Okay. Cái mà quan trọng hơn tất cả đấy là anh Nguyễn Hùng đó, ai có thể anh biết rồi nhưng mà anh vẫn lờ đi đó. Anh biết là tòa đã reject tất cả không? 15 cái mà anh bảo anh sợ đó, tòa đã reject hết rồi. Anh biết luật, anh nộp hồ sơ vô 15 người thì phone mà cả 15 người đều chặt hết à? Anh có biết vì lý do gì không? Là cái tên sai. Anh thưa người ta trong cái hồ sơ ở tòa cái tên khác, cái hồ sơ mà anh nộp vô cái tên khác thì làm sao tòa xử? Không có đúng tên thì rách liền. Tôi nghĩ giờ này anh Vương Hùng chắc là mới nhận được. Theo khi mà cập nhật của chúng tôi biết được vừa trong cái cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Hùng vừa qua đó thì ông Hùng có nói rằng là đúng như ông nói là 15 hồ sơ đã bị reject vì vấn đề tên tuổi sai, và ông Hùng đã resubmit và đang đợi mà cái phản ứng từ tòa nữa. Thì đó là cái theo chúng tôi được biết qua ông Nguyễn Văn Hùng. Okay. Ông thấy như thế nào? Không, cái chuyện ông vẫn có thể resubmit được chứ, nhưng mà ông phải resubmit và tất nhiên ta sẽ coi lại xem những cái điều ông ấy làm có đúng hay không đã. Ok, ví dụ bây giờ ông nộp vô ông bảo ông sờ người ta thì người ta sẽ chống lại ông á. Ok, serve như thế nào, có đúng hay không? Cái anh nào đó mà thực ra sẽ bị gọi ra, và anh đến anh nói cái gì với cái người kia, anh làm không đúng á,
cái hồ sơ đó là sẽ bị reject. Tại vì anh, nó gọi là gì, nó giống như là bị hà ti đó, tức là cái thủ tục anh chặt. Ok, thế bây giờ ông biết ông bị reject rồi phải không? Ok. Đó, nhưng mà ông vẫn là giống như là ông làm như là ông làm đúng lắm đó. Ông lên ông khoe đầy hết trơn đó. Chưa kể đó, vừa mới nộp xong cái là viết một cái thông báo, cảnh báo ra là khá như vậy đấy. Không có anh nào mà đi thưa người khác mà bày đặt viết cho một cảnh báo không được thế này, không được thế kia nữa. Thật xin lỗi. Vài ngày sau thôi, ngày 21 đó, ông ấy thua. À, mà ông thua là cái chuyện đó là chứng tỏ là những cái điều ông Hùng đó, viết là tầm bậy. Như vậy với những cái điều mà thông báo của ông Hùng liên quan tới vụ kiện, cũng như là như ông nói là thông báo là không được làm điều này điều kia đó, thì ông có cái sự lo ngại về cái vấn đề bị thua trong cái vấn đề để cái hồ sơ nó bị default hay không? À, không, default là vấn đề khác. Ông có những cái dự định gì về liên quan tới... Để tôi nói cho anh nghe đó, là anh Hùng đó, trước mắt đó, là nếu mà tiếp tục xử những cái này đó, nếu mà tòa chấp nhận là cái default của anh mà đúng đó, cũng không có nghĩa là mọi người này phải về tòa đó, phải xử đó. Đâu phải nộp cái vô đó rồi thì là người ta thua đâu. Cái thủ tục của tòa nó cũng đơn giản như vậy. Anh nộp cái vô chưa kể anh còn nộp sai nữa, tôi không muốn nói. Okay. Anh nộp vô, bây giờ anh nộp cho đúng tên rồi đó, thì tòa mới lại xét xem rằng là cái mà anh nói là default nó có thật sự hay không. Ok. Rồi đó là tòa mới có thể ra một cái phán quyết. Cái khi nào tòa có phán quyết mà gửi cho những người mà bị chấp nhận default rồi thì chúng tôi cũng vẫn có quyền trả lời. Chứ không phải là như thế là chúng tôi thua ngay đâu. Anh Nguyễn Phương Hùng đó, anh ấy tự phụ, anh biết luật, nhưng thực sự chúng tôi nghĩ rằng là anh không có biết gì hết. Mà anh ấy chưa kể anh còn ăn nói ngông nghênh và ngược ngạo đó. Cảnh báo là cái thứ đó. Tôi xin lỗi, chúng tôi vẫn tổ chức biểu tình được như thường. Phải nói thẳng là như thế đó. Coi cái thông báo của anh, cái cảnh báo của anh có phải là hỗn xược không? Còn một cái câu hỏi nữa liên quan, cũng liên quan giữa ông và Nguyễn Phương Hùng. Và thực sự thì mà nói thì câu hỏi này qua cuộc phỏng vấn của ông Nguyễn Phương Hùng, thì ông Hùng cũng có muốn nhân dịp nói chuyện với ông thì cho ông Nguyễn Phương Hùng hỏi một câu là liên quan tới việc mà trong cái bản lên tiếng của mấy chục hội đoàn đó ở đây đó, thì trong đó nó có một cái luật, một cái điều đầu tiên nói rằng là ông Nguyễn Phương Hùng luôn nhận mình là chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, nay là công khai đứng ra tổ chức và làm MC cho David Dương trong buổi họp báo của hội VABA và một tổ chức danh gia thân cộng đang hợp tác đắc lực với bạo quyền Cộng sản Việt Nam, đứng ra công khai kêu gọi doanh nhân về cộng tác với Cộng sản Việt Nam. Thì câu hỏi của ông Nguyễn Phương Hùng rằng là ông thắc mắc vì sao khi ông Nguyễn Phương Hùng đứng ra là MC cho cái buổi tiệc đó được tổ chức, nếu tôi nhớ không lầm là ở nhà hàng Zen, thì bị các cơ quan, bị các tổ chức ở đây, có lẽ trong đó cũng có ông Lạc, là phản đối và đưa vào bản lên tiếng chung. Trong khi một cuộc ra mắt của VABA gần đây hơn, ở một cái nhà hàng ở cùng ở Orange County, mà trong đó nghệ sĩ Trung Tử Lưu cũng như là cô Thanh Thảo làm MC, tương tự cái công việc của ông Nguyễn Phương Hùng, thì bị không bị phản đối. Ngoài ra trong cái thành phần khách dự tiệc, chúng ta cũng có thấy rất nhiều các doanh gia quen thuộc tại Orange County, cũng như là các vị dân cử như là Andy Quách, Diệp Minh Trường có mặt ở đó, thì lại không bị các hội đoàn cũng như cá nhân ông Lạc phản đối cái vụ đó cũng liên quan tới hội VABA. Thì nếu được, ông Lạc có thể cho cái ý kiến của ông về cái thắc mắc của Nguyễn Phương Hùng. Ông Nguyễn Phương Hùng đó, ông nói ông chỉ có làm MC không thôi, ông đừng có nói đến chuyện của người khác. Ok. Mà lại bảo rằng là như vậy đó. Ông mới thực sự đó, ông nói láo. Ông là người tổ chức, chính ông mới là cái người viết ra, ông là người tổ chức. Anh đi kiếm tờ Việt Weekly số 7 ngày 10 tháng 2, ok, ông đã viết ở trên đó đó, ông Nguyễn Phương Hùng được sự ủy nhiệm của hội ký giả Nam Cali đứng ra tổ chức, mà bây giờ vẫn còn ăn nói ngược ngạo là tôi chỉ là MC. Anh vừa tổ chức vừa làm MC, anh là cái người tiếp xúc với lại các cái ký giả ở đây để đi mời, anh gửi email ra anh đi mời, có cả cái thơ
của cái hộp vá ba đó, nó nói rõ rằng là mọi chi tiết thì liên lạc với ban tổ chức á, đại diện của ban chức thành viên tổ chức là Nguyễn Phương Hùng. Như thế là Nguyễn Đức Hùng lại tiếp tục nói láo. Anh là người tổ chức mà anh làm MC, anh khác với lại cô Thanh Thảo với lại ông Trung Tử Lưu. Tôi chỉ cho anh một chỗ anh vô anh tìm nhé. Anh vô cái website dietvietgian.com, anh vô đó anh đọc mấy cái bài nói về bằng chứng của Nguyễn Phương đứng ra tổ chức, anh sẽ thấy evidence nó nằm ở trên đó. Evidence nó còn nằm ở trên cái tờ Việt Weekly đó, cái số 7 ngày 10 tháng 2. Ông gửi email ra, ông gửi cho hay như là cho báo chí nó đăng, mà ngay tại cái video đó cũng nói đó. Thành ra là cái chuyện Nguyễn Hùng mà cái này đó, nó là nó gọi là gì không, nó gọi là gái đĩ mà già mồm đó. Phải nói thẳng là như vậy đó. Tôi không có thèm trả lời Nguyễn Phương Hùng, tại vì đối với tôi Nguyễn Hùng đó, nó quá tệ, mình không có đi nó qua nói lại nữa. Người ta có evidence hết, tôi xin lỗi, tòa có evidence hết về cái chuyện này. Như vậy tức là nếu mà thực ra nếu ông Nguyễn Phương Hùng ở vai trò MC thuần túy đã không bị phản đối, mà vì là ông ở là cái người anh tổ chức đó ra giấy tờ của nó, chính anh là cái người nói ra. Bây giờ anh cứ già hàm, anh cứ là kêu mà ngoạc mồm ra mà anh bảo rằng anh chỉ làm MC không thôi. Anh vô trong cái website đó đi anh coi đi, anh thấy đầy đủ tài liệu luôn đó. Kể cả cái trang báo mà có cái lời Nguyễn Phùng viết trong đó luôn đó, mà nói về tường thuật về cái ngày mùng 8 tổ chức đúng không, cho ra mắt cho cái ba, thì ngày mùng 9 là anh gửi cái email ra, ngày mùng 10 là trên cái báo của Việt Weekly đó, là ngày số 7 đó, ngày 10 tháng 2 là cái bài đó đăng ra rõ ràng. Anh này anh cứ làm như là đây không ai biết hết cả vậy. Thôi nói thiệt chứ nào. Cho nên ở đây đề rất rõ là công khai đứng ra tổ chức đó, và làm MC. Đúng rồi, cho nên ghi rõ là đứng ra tổ chức trong đó. Nhà báo Trung Đỗ có những câu hỏi gì khác với ông Lạc hay không? Không, đối với tôi như đó đủ rồi, anh còn muốn hỏi thêm gì nữa không? Còn rất nhiều, nhưng có lẽ là chúng ta cuộc nói chuyện nào nó cũng phải cần chấm dứt. Thế thì hôm nay chúng ta đã đi được hai cái đề tài. Thứ nhất là vấn đề liên quan tới tự do báo chí và lập trường của những người đấu tranh trong cộng đồng. Cái thứ hai là những vấn đề về kỹ thuật, vừa liên quan tới vấn đề bầu cử và nội quy vân vân, cơ cấu có một số cải tiến và thay đổi. Thứ ba những cái tâm một cái số trà dư tử hậu liên quan tới ông Nguyễn Phương Hùng và những cái vấn đề mà thắc mắc của nhà báo Vũ Hoàng Lân của Phố Bình Sa TV. Và chúng tôi xin kết thúc nơi đây và cảm ơn ông Nguyễn Tấn Lạc và cảm ơn nhà báo Vũ Hoàng Lân đã giúp cho mọi người khán giả khắp nơi có những cái giây phút, có những cái vừa giải trí vừa có những cái thông tin mới cập nhật liên quan tới tình hình thời sự tại vùng Lido Sài Gòn. Xin cảm ơn. Nhân dịp đây chúng tôi cũng mượn cơ hội để cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Rất cảm ơn một lần nữa đến nhà báo Trung Đỗ đã có cái nỗ lực để mà tạo cái cuộc gặp gỡ nói chuyện như thế này rất thẳng thắn. Cảm ơn ông Nguyễn Tấn Lạc đã đem lại rất nhiều cái thông tin từ những việc khác nhau cho cộng đồng, đến cho quý vị khán thính giả khắp nơi, trong đó có quý vị khán giả của Phố Bình Sa TV. Hy vọng sẽ có được nhiều cơ hội để tiếp xúc bằng cách này với cách khác để mà chúng ta tiếp tục trao đổi về những cái thông tin liên quan tới sinh hoạt chung của cộng đồng. Xin cảm ơn ông. Vâng, xin cảm ơn anh Trung Đỗ. Xin cảm ơn anh. Cảm ơn. Cảm ơn anh.